16 con bò. Mấy con bò trước bán hết trơn rồi nha. Giờ 16 con bò viên rồi, con số 1. Con số 2. Có hai con pháp kem dạng, con 3B, con số 3. Con số 3, con 3B. Đó, con số 3. Con số 4, con pháp kem sườn cối nè. Đó, cực kỳ luôn. Con số 4. Đó, con số 5. Con pháp kem. Con số 6. Pháp kem luôn. Đứng về lại. À, con số 6. Con số 7. Con pháp kem luôn. Con số 10 cơ bắp. Con số 9 thì cơ bắp bò muối. Còn con này giao về Vũng Liêm. Con số 11 con ba bê. Về nói chung 16 con nào cũng binh lử không nha. Anh chị em thì có mua thì đầu liên hệ số 0 3 9 5 1 6 8 7 6 7. Gặp ý kiến. Con số 12 ba bê nè, cũng binh nè. Con số 13 ba bê luôn. Quá trời dày, quá trời đẹp. Bò pin lực không? Đi. Đi. À, con này cũng uống nè. Đó, cái đít hết biết cái đít nè. Đó, hồi sớm xuống xe quay rồi. Bây giờ quay sơ lược lại ăn lên để cho anh chị coi kỹ. Con này giò cối luôn nè. Con ba bê này cũng pin nè. Hồi sáng cũng như giao hai xe hết trơn, người dân mới về một xe nữa. Về xe 16 con. Hôm nay về xe lớn.